Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái con LG V50. Thì con này là bản Hàn các bác nhé. Và nó cũng là hàng siêu dựng thôi. Tuy nhiên ý, thì giá con này nó khá là cao. Nó là 2 triệu 8 các bác nhé. Thì tại sao ý, giá nó cao như vậy? Thì em sẽ nói luôn cho các bác là cái con này là bộ màn hình mới tinh này, lắp lưng mới tinh này, khung viền nó mới tinh này. Đấy. Và ngay cả cục pin của nó nhé, ngay cả cục pin mà sử dụng trên con máy này thì nó cũng là cục pin zin và còn mới tinh nhé, chưa hề sử dụng các bác nhé. Thì dạo gần đây em có lấy được vài cái cục pin V50 mà chưa hề sử dụng các bác nhé, pin zin và chưa hề sử dụng. Đấy thì em sử dụng nó trên những cái con điện thoại mà em mới mới lắp ráp lại đây. Thì tất cả các đồ trong này đều là mới tinh hết, từ pin này, là khung viền này, màn hình này và lắp lưng đều là mới tinh nhé. Chỉ có sử dụng lại là cái vân tay này, vân tay thì hơi cũ này. Đấy và cái bộ main đương nhiên ấy, đương nhiên nhé, thì bộ main của nó cũng là bộ main zin và chưa hề sửa chữa đâu nhé. Đấy anh nó cũng tương tự như cái này này, đều là zin hết và chưa hề sửa chữa. Thì đấy, thì những cái con hàng mà dựng ấy, thì điều em lo lắng nhất ấy, đó là cục pin các bạn. Tại vì hồi trước đây ấy, là em phải sử dụng lại những cái cục pin mà theo máy, có nghĩa là cục pin bóc máy ấy, thì những cục pin đấy thì nó đều là những cục pin đã được sử dụng rồi các bạn nhé. Thì đương nhiên nó sẽ không thể nào mà ngon được, đương nhiên cũng có những cục mà nó còn ngon các bạn nhé. Tuy nhiên ấy, thì là đa số nó đều đã không còn ngon được như ban đầu nữa. Thì bây giờ em là em lấy được vài cục pin mà pin nó là pin zin nhé, zin và chưa hề sử dụng các bạn nhé. Các bác có thấy đấy, cái cục pin zin ấy mà chưa sử dụng ấy, thì cái mặt sau này này, nếu như cục nào mà bóc máy ấy, cục bóc máy nhá, thì những cái cục bóc máy đấy ấy, đây em có rất nhiều cục bóc máy đây này. Đây những cục bóc máy thì khi mà bóc ra nó đều để lại những cái vết keo này, hoặc là những cái vết mà dấu hiệu của cậy mở ấy, cậy bóc, nhìn này, bác nhìn này. Khi mà bóc ra thì nó sẽ không được bằng phẳng nữa. Chắc chắn một điều, nếu mà cục pin zin mà bóc ra không bao giờ còn bằng phẳng nữa. Cái điều đấy là điều em dám khẳng định như vậy. Kể cả các bác có dùng keo, dùng dùng nước tách tách keo thứ kiểu gì nó cũng cũng có sẽ không được nhanh nhẹn, nó sẽ không được bằng phẳng các bác nhé. Nó không bao giờ bằng phẳng như con này đâu. Và chỉ cần các bác hơi khẽ khẽ có một tác lực như kiểu là cái móng tay này này, tay vào như này, đấy là nó cũng có để lại cái vết luôn các bác nhé. Đấy cho nên là cục pin zin và mới tinh như này nó phải nói là đang khá là hiếm các bác nhé. Đấy cho nên là em sử dụng nó trên cái con những con V50 mà em mới làm này, thì em thấy nó yên tâm rất là nhiều. Đấy và cho nên cái giá nó cũng phải đội lên các bạn. Cái đấy thì các bác mong các bác rất sức thông cảm với các bác nhé. Tại vì nhập được mấy cái con cục pin đấy nó cũng đã giá nó rất là đắt rồi. Đấy. Thì ngoài cái việc mà tất cả đồ zin các thứ ở đây nó đều là zin hết đâu nhá, đương nhiên em không không cần phải test chức năng các bác nhé. Tất cả chức năng ở đây em đều bao cho các bác là full chức năng hết, không hề có một lỗi lầm nhẹ gì cả. Và ngoài ra là cái con này nó là còn áp các bác nhé. Đây cái màn hình này thì em còn chưa dán chưa chưa tháo cái miếng bảo vệ màn hình ra nhé, thì bảo đảm cho các bác là màn hình mới tinh, chưa hề có một vết xước nào các bác nhé. Đấy và cái cả nắp lưng hay là khung viện thì chưa hề vết xước nào các bác nhé. Đấy và ngoài ra em còn cố gắng nhé, em cố gắng là làm lại cái áp suất cho nó nữa các bác nhé. Như con này này em làm lại áp suất cho nó rồi nhé, cho nên giá nó phải cao như vậy. Để em test áp suất cho bác xem. Đây. Đây thì các bác nhìn thấy này, bây giờ nó đang là 1015, coi như là 5.9 đúng không, 5.9 này, 6.0 đi. Đấy, đấy lên được 6.5 nhỉ. Em đấy mới bóp nhẹ nhé, bóp mạnh này. Chờ đi, em vừa mới gắn lắp lưng đấy. Đấy, nó có thể lên được 6.5 các bác nhé. Đấy. Đấy. 6.4, 6.5 đấy. Đấy, 6.6 luôn nhé. Thì tại sao phải phải giữ cái áp suất ấy? Tại vì dạo gần đây ấy, là em cũng có nhập thêm cái đây gọi là cái gioăng zin nhé. Cái gioăng zin để mà dán cái gioăng zin để mà dán cái nắp lưng của cái con V50 này này. Đấy thì nó sẽ còn áp suất các bác nhé. Đấy, tuy nhiên ấy, không phải là cái con nào nó cũng có thể là dựng lại áp suất được đâu, tại vì nhiều cái nó có lỗi này lỗi kia ấy, nó có nhiều cái nó không được được hoàn hảo ấy các bác, cho nên nhiều con thì có thể là áp suất nó nhẹ hơn và hoặc là nhiều con không có áp suất nhé. Tuy nhiên ấy, thì những con nào có áp suất ấy, có áp suất như con này cứ nhảy từ 0.5 trở lên ấy, thì em sẽ bán cái với giá là 2 triệu 8 các nhé. Còn con nào mà không có áp suất hoặc hoặc áp suất quá yếu ấy thì em sẽ bán 2 triệu 7 các nhé.
Đấy thì tùy các bác, lúc các bác mua thì các bác nên hỏi nhé, xem là các bác cần cái con có suất hay không nhé. Đấy thì các bác yên tâm nhé, con này thì em cũng không cần phải test cái chức năng làm gì nữa các bác nhé. Các bác yên tâm, tất cả chức năng đều bình thường hết, wifi này, sim, đặc biệt là cái sim Viettel ấy mà hai dạo gần đây nó hay bị lỗi ấy, thì là em cũng có test hết các bác nhé, sim này và đặt sim các thứ này. Đấy, như em đang dùng sim Viettel này thì nó đều không bị lỗi gì cả, và ngay cả việc các bác cắm cái jack tai nghe ấy, tại vì nó cũng có hai con, nhiều con nó bị lỗi cái DAC ấy, thì các bác yên tâm nhé. Cái việc mà âm thanh các thứ trên con này đều bình thường hết không nhé, em cắm hết cái thứ này. Đấy, cho nên các bác cứ yên tâm, không phải lo về bất kể một cái lỗi gì ở trên cái con này. Đấy, hồi xưa thì em làm con này thì em sợ là nhiều con ấy, tại vì mình làm nhiều ấy, mình không không test được cái pin ấy, tại vì nhiều con là phải, nếu mà dùng cái pin cũ ấy, là phải cứ làm xong là phải đợi chờ nó mấy ngày xem pin chờ thế nào, xem cho nó ngon hay không thì mới dám bán. Còn bây giờ thì pin mới này thì thực sự là không cần phải chờ nữa các bạn, lắp vào là ok luôn. Đấy, tuy nhiên thì em cũng nghĩ là có thể là có rủi ro là con thỉnh thoảng có con pin nào đó nó bị lỗi gì đấy, tuy là pin mới, thực sự là pin mới thật, nhưng mà nhiều lúc có sự rủi ro các bác nhé. Và ngoài ra em sẽ test thêm cho các bác là cái màn hình phụ này dùng bình thường các bác nhé. Đây, em đang có một cái màn màn hình phụ mà nó hơi lầm lởm ở đây, để em chuyên để em test 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 cho con V50 này. Đây, thì các bác yên tâm, đây màn hình phụ dùng bình thường hết các bác nhé. Đây. Đó, dùng bình thường hết các bác nhé. Đó thì các bác yên tâm. Và ngoài ra ấy, là em còn, các bác cũng yên tâm về cái vấn đề mà sạc không dây trên con này nhé. Đây, em cũng sẽ test cái sạc không dây trên con này nó cho các bác yên tâm. Đây, để em mở cái sạc không dây con này lên. Đây. Đó. Đây, đang sạc không dây này. Đó, cho các bác yên tâm nhé. À, em đã chủ đích để em làm một con máy mà nó phải nói là nó gần đến cái sự hoàn hảo ấy, để cho các bác về các bác dùng nó yên tâm ấy. Thì đương nhiên các bác cũng phải thông cảm với em là giá nó sẽ phải cao hơn, tại vì các bác bây giờ em là người mà nhập lại các linh kiện của những anh em khác, cho nên cái việc mà linh kiện các thứ đấy là giá nó cũng cao hơn anh em khác các bạn, cho nên các bác hết hết sức thông cảm. Đấy, như con máy này nhé, là em sẽ bảo đảm cho các bác là tất cả các đồ trong này đều zin hết không nhé, tất cả mọi mọi chi tiết luôn này các bạn, tất cả mọi chi tiết luôn, không có cái chi tiết nào mà là đồ lởm cả. Đấy, cho các bác yên tâm. Đấy, và kể cả main cái thứ nhé, main như cái này này là hoàn toàn là mới mới tinh và không hề có sự sửa chữa gì cả các bác nhé. Đấy, cho nên các bác yên tâm, sóng sánh đổi wifi cái thứ là nó ngon hết. Đấy, như cái này đây là cục pin mới tinh các bác nhé, em chưa gắn lại thôi. Đấy, cho các bác yên tâm, đồ em nhập thì nó đều là đồ zin hết. Đây, em có thể tháo hẳn ra cho bác xem. À thôi, chả cần đâu, những clip các bác xem những clip trước của em ấy thì các bác cũng có thể hiểu được. Đấy, thì ở vấn đề ở đây nó chỉ là cái giá nó sẽ bị tăng thêm một chút thôi. Đấy, còn bác nào mà cần sự yên tâm bảo đảm ấy, chắc chắn ấy, thì các bác nên mua những con kiểu như này. Các bác yên tâm về, thứ nhất là em sẽ bảo đảm cho các bác về độ zin tất cả các linh kiện trong này, hoàn toàn các bác về có thể tháo ra bình thường nhé, hoàn toàn các bác muốn tháo ra thoải mái để các bác check được cái linh kiện xem nó có chính xác là đồ zin không. Đấy, và tất cả các chức năng từ sạc này, sạc các thứ để em quên chưa test test sạc. Thì con V50 này thì nó không không sợ đâu các bác, con V50 thì nó không bị vấn đề về để sạc như như cả là những con V60 đâu, cho nên các bác cứ yên tâm, con V60 này ngon lắm. Con V50 này thực sự là rất là lành, nó chỉ có một cái nhược điểm duy nhất, em nghĩ là duy nhất của nó là đăng cái loa ngoài của nó, cái loa ngoài của con V50 này là nó hơi bé thôi, hơi bé so với những cái dòng khác thôi, chứ còn mọi thứ thì các bác yên tâm, nó không vấn đề gì cả. Đấy, cho nên các bác yên tâm nhé. Đấy, ok, đèn led 5G bình thường hết. Thì những con như máy như này này, thực sự là từ nãy giờ em nói nó cũng hơi dài dòng, tại vì nhiều khi em làm cái clip nó không có cái kịch bản nào cả, cho nên là nhiều khi em nói cái này xong lại em quên cái kia, xong là em nhiều khi lại nói lan man đấy. Nên các bác yên tâm là những con máy như như em đang làm đang dựng như này này, thì về chất lượng nó thì em nghĩ là nó chả có vấn đề gì đâu, thật sự là chả có vấn đề đâu. Tất nhiên thì cái đồ điện tử ấy,
thì nó vẫn có rủi ro thôi, nhưng mà các bác yên tâm nhé, cái máy này sẽ bảo hành 1 tháng, cho nên các bác yên tâm, có bất kể cái lỗi gì trên con này em bảo hành 1 tháng nhé, kể cả nguồn màn hình rồi nói chung là tất cả mọi lỗi, nếu mà là lỗi của cái máy chứ không phải lỗi của lỗi tự nhiên, lỗi ý là không phải cái lỗi rời đất hỡi ở đâu nhé, tất cả mọi lỗi mà phát sinh trên cái máy này đấy, từ nguồn màn hình chết nguồn rồi chết màn sọc màn đốm màn cái thứ là bảo hành hết các bác nhé. Đấy rồi ok, thì bác nào cần thì liên lạc với em ở cái số điện thoại góc màn hình này các bác nhé. Rồi ok, chào các bác.